chà 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 nè. Ô ô ô khóc gà ngay. Thôi vườn út bé mà, vườn út điệu mà khóc quá trời quá đất nè. À, coi nè, ôi chà. Ồ, con thích má điệu con hả? Lúc chạy mà thảm. Ờ thảm rồi để chị điệu nó cho rồi đi. Hồi đi, hồi đi coi. Má nè, đâu có gì đâu con. Đừng cho em vô má. Mình ra đường mình thích gây gớm luôn mà sao con lại khóc hả? Thấy thảm ghê không? She go without shoes. Không, phải đổi rồi nó không ngừng đâu. You forgot her shoes. Đây nè. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Trời ơi, coi nè, thảm lắm. Khoai Tây thảm lắm không bà cô chú ơi, coi nè. Dùng, dùng út ôm một xí thôi mà hả, âm âm mỹ ỉ lên. Vậy là bắt buộc mát cái ôm nó. Khóc gì đâu mà thảm, nước mắt nước mũi mà nước miếng rớt nữa sao. Nước miếng rớt nữa. Chị đưa cho em cái điện thoại của em, chị phải không? Dạ. Em bật cái 3G lên á để online coi dùm. Chị ở chỗ xe. Ủa, xe hả? Chị chưa? Dạ. Thôi chú thư. Có thể phải sốt video. Hả? Ai biết chứ? Đó, dạ kìa nè. Cà phê. Con khóc vậy? À, khóc quá trời ơi. Ok. À, chị em nước mở. Rồi, sao nữa? Đó. Tắt, tắt cái, tắt, đó, tắt lại tự động lên. Look at me, I cut my hair. Yeah. Trời. Dương Út đứng cái đường trong chiếc xe nó đi ngang qua luôn. Thật ra là nó chạy như vậy cho nó bỏ ghét á. Đúng rồi, đứng như kiểu như đứng giữa đường như vậy. Đây đi, đi ngã này, đi ngã này, đi ngã này ha. Đây. Bây giờ mọi người sẽ đi ra trường đại học của ba Khoai Tây đang làm việc. Bởi vì sao? Bởi vì giờ này mà ba vẫn chưa có đi làm về cho nên là mọi người phải ra đón ba. Phải Khoai Tây. Mọi người đi theo Khoai Tây đón ba Khoai Tây nè. Khóc mà nước mắt nước mũi bây giờ. Trời ơi. Ôm mỏi nhớ, tay chứ phải gì mà được. Dữ dội của tuổi thơ luôn á, tò lớn lên có khi nào quên hết nhớ mọi vụ này không? Thiệt á. Nhớ ngày xưa nè, mà má tắt đưa cho ông gì lại bắt đầu quá ôm nè. À. Vừa bự mà vừa râu. Tôi cho hung chứ tao đang cho ôm. Ờ, vừa bự mà vừa râu nữa. Thật ra là đã nấu cơm xong xuôi rồi, chờ ba giờ Khoai Tây về ăn rồi đi dạo thôi, mà miết giờ ba Khoai Tây vẫn chưa có về cho nên mọi người ra đón ba Khoai Tây là xong đi dạo luôn rồi sau đó mới về ăn cơm. Bản thân chưa về sao, chưa làm xong chờ hả, hay là không biết nữa. Da ôm thì hết khóc rồi nè. Mà hồi nãy vừa khóc ôm khóc quá trời luôn. Nước mắt nước mũi đổ ròng ròng. Rồi vì chị da ôm thích chị chơi da hơn. Tại vì vì chị da biết chơi với con nít. What is this? Tree. Bye bye tree. Bye bye tree. Đó đi đi vô cái đường đó anh sáng. Đi thẳng vô đó, lên thẳng vô.
đi đón ba. Con trả lời cùng việc cho gia đi. Đi đón ba. So you see, my baby goes to university so often. Like a student. Trời ơi, áo thì nó mặc áo thì nó. Chị đưa cái áo chị bận không? Có bận cái này không? Cái này đã không? Bận rồi. Ủa? Gọi cho ba khoai tây. Be careful. Auntie Jaya. Auntie Jaya should be careful, yeah? Yeah. The west. Gọi cho ba khoai tây mà không có ai bắt máy hết trơn. Đây, Khoai Tây đã đưa mọi người đi đến văn phòng của ba Khoai Tây làm việc nè. Mà gọi cho ba Khoai Tây không bắt máy luôn. Bây giờ trong luôn xa hả? Okay, we get inside. Okay guys, you wait here, huh? I will go to his office. Bác Khoai Tây đi vô văn phòng làm việc của bác Khoai Tây nè. Giờ này cũng trễ rồi mà chưa thấy bác Khoai Tây về cho nên tiền. Vô cái phòng của bác Khoai Tây. He's not here. Không có bà Khoai Tây ở đây đâu. Không phải là ảnh về hay đi đâu, ảnh đi đâu rồi, tại nguyên một phòng của ảnh là không có ở đây.
Because this morning he brought the vest along with the suit. So he have something like a speech for a meeting, I don't know. Oh. Thôi bây giờ là mình đi ra vườn luôn đi. Ha, mình đi đây. Ok, can go. Đeo vô đi cho nó nhẹ. Ôm mỏi tay lắm. Bây giờ má ôm đeo khoai tây nha. Ba không có ở đây, ba đi rồi. Ba không có ở đây con. Yeah. Go this way and then to turn left. Giờ là khoai tây đưa mọi người đi ra cái khu vườn nhỏ tham quan chơi. Không có ba khoai tây nhưng vẫn đi. Ba khoai tây chắc là bận rồi. Cho nên bây giờ là mình sẽ đi mà không có ba khoai tây ha. Khoai tây đi một mình lắm. Khoai tây không có cần ba nữa hả? Thấy không? Ba gì mà làm việc giờ này mà chưa có xong nữa. Cho nên khoai tây phải đi chơi một mình. Bình thường là ba khoai tây phải ha. Điệu khoai tây chứ. Mà không có ba thì má phải điệu cho. Má không? Green light. What? Green light. Cây mà lá to quá trời luôn nè, không biết cái gì. Để coi thử cái app này nó nói là cái gì. Leaf. Okay. This one. We have no idea the name. Yeah. Give me enough. No idea. None of the description. Cái hoa gì hả? Use food, vegetable. So you can eat it. Okay. Medicine. Poison. Ah yes, it's a poison for mammals. So we are mammals. We are mammals. Yeah, yeah. No. 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 So no. Okay. Oh, but là đọc cho động vật có vú hả? Ai có vú? Đó, cây đó có đọc cho có vú. Vậy mà nó nói là ăn được đầu tiên. Ai biết đâu. Thì ý nói là cái này đó. Phải chế biến như thế nào đó thì ăn được, ai biết đâu. Nhưng mà đã có đọc rồi thì chế biến. Ăn được cái rễ. À, trời ơi, thôi ai đào được cái rễ. Thôi tôi có không đồng ý kìa. À, không phải. Smell pizza là cái bên tiệm thổ kìa. Đây là mớ khoai sọ mua được ở chợ châu Á. Bây giờ mình sẽ gọt vỏ. Chợ châu Á của người Việt Nam á. Hôm bữa chị Út là dừng Út đi ra chợ châu Á để mua nè. Mua cái này là để nấu chao. Nhưng mà rốt cuộc không có nấu chao cho nên thành ra là lấy nấu cà ri. Sẽ bỏ nhiều đường ha, làm cà ri cho nên là bỏ nhiều đường chút cho nó ngọt ngọt. Hết nước mắm.
cà ri. Đây là nước cốt dừa đóng chai nè, mình sẽ đổ vô đây ha. Mắc khoai tây đổ chừng là nửa lon thôi. Rồi. Sẽ chắc ra một ít nước riêng nè để mình trụng cái mớ rau này cho nó chín, mình ăn chung với lại cà ri. Một chút cho thịt bò nó chín. Cháo của khoai tây xong rồi mà thịt bò thì nó còn miếng thịt nó, cho nên là sẽ xay ra cho nó nhuyễn mà không có quá nhuyễn, vẫn còn hột cho khoai tây ăn. Đây, khoai tây tạm biệt dì Út nè. Tạm biệt dì Út mà cho dì Út miếng nè. Tại vì ngày mai á, là dì Út đi sớm nha. Ngày mai dì Út đi sớm rồi, đi quê về Pháp lại. Còn khoai tây á, là không có dậy sớm. Dì Út cũng đi luôn. Dì Út có giường Út hả? Rồi nhà sớm á. Mà giờ đó khoai tây chưa có ngủ dậy, cho nên bây giờ mình tạm biệt ha.
Ừ. 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 Thôi, chúc cô tay ngủ ngon. Chúc cô tay ngủ ngon nha. Au revoir. À bientôt.